Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục cái channel của mình. Mình là 89 Gaming, quay trở lại với The Game Sunny Barrett anh em. Quên chuẩn bị có gift code mới anh em à. Thì gift code này để gift code trung thu nha anh em. Thì anh em nào mà chưa tương tác lên tương tác lẹ lẹ để mà mình có được thêm cái gift code 10 đô nữa, thì mình sẽ hoàn thành được cái dàn ạc 120 đô của mình, hơi bị nhiều luôn anh em à. Lúc đó mình sẽ tặng cho mấy anh em nha. Thì mình sẽ tặng mỗi một video mình sẽ tặng vài bạn luôn anh em, cho nó nhanh xíu. Tại vì ạc nhiều quá anh em, ạc nhiều quá không biết làm gì hết. Mình sẽ tặng cho nhiều anh em hơn. Mỗi video, mỗi lần mình ra video mình sẽ tặng cho vài bạn luôn đó. Mình sẽ random, còn những anh em nào mà có ạc rồi thì nhường cơ hội cho bạn khác nha. Nếu mà quay trúng thì anh em có thể là comment kia quy đổi thành cạc anh em à. Vì vậy mấy anh em đừng quên comment nha. Thì mình sẽ tặng ạc với lại tặng cạc trong các video luôn. Đó, anh em nào mà có ạc rồi thì comment lấy cạc anh em. Ở đây thì mình có tặng cho bạn Vu Bao Ton, mình đã tặng cho bạn đây cái ạc rồi anh em. Đây, bạn Vu Bao Ton mình gửi ạc rồi. Rồi nhóc lát thì Not Sim thì bạn này không có lấy bạn này trúng cạc anh em à, bạn này không có lấy thẻ, bạn kêu đổi thành thẻ cái tài khoản thẻ siêu rẻ, nhưng mà cái thẻ siêu rẻ mình hết rồi anh em, cho nên là bạn có đổi thành thẻ Viettel. Đó, vì vậy mình có gửi cho bạn đó cái mã thẻ Viettel rồi. Vì vậy anh em nào mà trúng thì inbox cho mình theo cái đường link Facebook dưới phần mô tả nha. Rồi ok, quay trở lại với cái gift code thôi anh em à. Anh em nào mà chưa tương tác thì tương tác lẹ nha anh em. Tại vì ở đây anh em ta phải tới 2.500 cảm xúc và 2.500 chia sẻ thì mới có thể là nhận được cái gift code này. Vậy gift code này, cái sự kiện này nó kết thúc vào ngày 22 tháng 9 nha anh em. Vì vậy mà bây giờ là ngày 18 mà còn 4 ngày thôi là sẽ kết thúc rồi anh em à. Anh em nào chưa tương tác thì tương tác nha. Không cần phải tương tác anh em à, anh em chúng ta chỉ cần chia sẻ là đủ rồi. Gần đủ rồi anh em. Hiện tại giờ được ca nha, còn ca gửi nữa. Ôi hơi bị lâu nha. Cái sự kiện này mới diễn ra có 23 tiếng mà được ca, tính ra nó cũng nhanh rồi đó anh em à. Còn 48 96 tiếng nữa anh em. Hơn 96 tiếng nữa. Đấy, chính xác là 97 tiếng là sẽ... Ủa không, mình nghĩ tính theo ngày anh em. 23:59 anh em à. Nó tính theo ngày á. Từ đây tới qua tới đó hả? Nó còn bao nhiêu tiếng hết ta? Mình cũng không biết nữa, chắc là mình nghĩ là chắc là chưa tới 9, chưa tới 4 ngày rồi này mà. Vì vậy mà anh em ta lẹ lẹ lên em mà. Ghi cái gift code này xong là mình sẽ có nguyên một cái dàn ạc hơi bị kinh khủng khiếp. Vì vậy mà mấy anh em đừng quên comment bên dưới các video của mình nha. Mình sẽ lựa ngẫu nhiên quay trở lại với cái con ạc ở bên server 569 đi anh em à. Mình vừa mới tiêu thêm 50k kim cương. Mình không biết tiêu đâu hết trơn nè, mà mình xả vô trong cái phần chiêu mộ tướng luôn anh em. Thì mình kiếm thêm mớ food nữa. Rồi mình nhận được những cái gương từ cái sự kiện tích tiêu kim cương. Mình đã nhận được tới cái mốc là 50k kim cương rồi anh em à. Mình vừa mới lấy được thêm mấy cái gương food với lại đá đấm này kia các kiểu anh em. Thì mình vừa mới nâng cấp được một mớ đá. Nói chung là mình tiêu 50k thì nó sẽ ok hơn anh em à. Tại vì mình sẽ lời được cái khoản đá với lại mấy cái gương nâng cấp tướng này kia các kiểu anh em. Vì vậy mình chỉ tiêu 200k thôi. Mình tiêu lên 400k thì nó hơi bị lỗ anh em. Tại vì tuần mình cũng không có tiêu đủ được hết 400k mà. Phải không ta? Cái đó là như là tiêu nguyên tính nguyên tuần đó em à. Tuần mình chỉ tiêu được khoảng 350 thôi anh em. 400k thôi, thêm 100k nữa. Nhưng mà với lại bây giờ mình cũng không đủ 400k đâu anh em. Không đủ 400k đâu. Nếu mà ngày mình tiêu 100k thì nó hơi lỗ nha anh em. Vậy mình sẽ tiêu là 200, sau đó mình sẽ gom, mình sẽ tiêu thêm 200 nữa anh em à. Đá nè, hiện tại giờ đang được viên vàng đá 4, đá 5 gì đó anh em. Để mình xem thử cho mấy con tướng mình có đeo đá hay gì không. Mình sẽ gỡ ra hết luôn. Gỡ hết cái đống đá này luôn à. Đang hoang văn là không biết sẽ chơi đội hình nào đây anh em à. Chắc là mình sẽ bỏ bớt một số con ra. Lawano chắc chắn là sẽ có trong cái đội hình của mình rồi anh em. Đầu tiên sẽ là cái con Dam. Đá cực, được cực gắt. Sanji chân đen. Tiếp theo sẽ là Lawano. Tiếp theo sẽ là con gì đây? Ủa, đâu hay? Ai á? Bắc sen anh em mà, Bắc sen đó. Rồi tiếp theo sẽ là Mithy. Cần con thêm con khống chế nữa, mình sẽ cần con Bo anh em mà, hoặc là con Bero bút khiên cho team. Có thể là mình sẽ bỏ bớt con Mithy ra, mình sẽ đưa cái con Bero trong cái đội hình anh em mà. Để mình sẽ nâng cấp cái đống đá lên cái đã anh em. Toàn là đá cùi cùi không trời. Hết rồi anh em à. Vợ tương lai có Luffy mà đeo đỡ mấy đá này thôi anh em. Hiện tại giờ mình cũng chưa có Luffy luôn nha anh em. Ồ, được viên đá nữa nè. Rồi hết rồi anh em. Đây đây, được thêm cục nữa nè. Rồi ok, chắc là hết rồi anh em à.
Ember on. À, được nguyên dạng đá 4 thì được, tính là nó cũng êm rồi anh em, có một viên đá 5 nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ gắn bảo vật anh em ạ. Cái con Sanji này chắc mình sẽ gắn là tốc độ anh em. Một món nè. Có nên lấy cái làm chậm không? Sell năng lượng ha. Sell năng lượng chắc mình nghĩ là cũng không cần. Sẽ bảo kích anh em ạ, bảo kích nè. Rồi bỏ qua né tránh nè anh em ạ. Ok. Mình nghĩ là mình sẽ lấy cái dạng đó nó sẽ êm anh em ạ. Equip on luôn. Ôi rồi quên quên lộn lo anh em ạ. Là quanh nô chứ anh em. Ê, bỏ nó thì ra luôn à. Mình sẽ lấy cái đinh ba này sell được mớ năng lượng anh em ơi. Làm chậm mày né tránh này kia kiểu. Rồi à, tiếp theo sẽ là bác sen. Sẽ bác sen chắc mình đeo đại thôi chứ anh em. Tới Mithy. Ủa Mithy đâu có tiêu mà chạy. À đây Mithy đây rồi anh em à. Mithy. Ơi hết bảo vật nữa mà đeo cho em luôn rồi anh em. Hồi bảo vật giới hạn vải trưởng 3, 6, 9, 9 món thôi anh em à. 9 món chỉ được có 3 con thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp cái phẩm tướng của mấy con này lên. Nâng cấp này lên. Wow. Bây giờ là nâng cấp skill nó mới ngán này anh em à. Giờ phải canh canh giờ 4, 5 phút nó mới hồi một điểm anh em à. 50 phút hồi 10 điểm. Ồ vải gần cả tiếng đồng hồ luôn anh em. Thì mới đủ để mà lên. Wow, được cái cấp 69 này nha anh em. Hay là mình dừng ở cấp 69 này luôn. Để cho nó đẹp anh em. Rồi bây giờ là mình sẽ nâng cấp cho cái con Mithy. Mithy này lên luôn nha. Nói chung là SP mình hơi bị nhiều. Đó. Tại vì lâu quá mình không có nâng cấp tướng gì trơn anh em à. 1 là 2 3 4 5. Rồi ok, đủ nha. Rồi bây giờ là mình sẽ nâng cấp phẩm tướng lên, chắc là nâng cấp cho con Sanji lên trước đây mà. Hình như hồi nãy là mình có cả gương trang bị đen luôn anh em. Bây giờ mình có thể nâng cấp cho con Sanji này lên đen thui chù lùi luôn anh em. Ở đây thì nó không có nâng cấp nhanh giống như ở bên cái con game Gomu mới anh em, Gomu 2 à. Gomu huyền thoại bản 7 game anh em, là nó có cái nút cho anh em ta là lít một phát nó nâng cấp hết toàn bộ luôn anh em à. Ở đây thì không anh em. Rồi ngày mai mình tiêu kim cương tiếp, rồi sau đó mình sẽ được mấy cái gương trang bị nâng cấp phẩm lên anh em à. Mấy gương nâng cấp trang bị lên, rồi sau đó mình sẽ nâng cấp lên sau nha. À, quên đó, hiện tại bây giờ chỉ mới có một bạn trúng cạc liên hệ mình nhận thôi anh em, mà còn bốn bạn nữa vẫn chưa thấy liên hệ đâu hết. Vì vậy mà mấy anh em nào trúng thì liên hệ với mình để mình tiến hành trao cạc anh em. Nếu mà từng anh em không lấy thì mình sẽ quỷ anh em, mà mình sẽ tặng cho những bạn khác. Để lâu quá thì vô đòi cái mình dồn dồn với mình hết tiền anh em ơi. Mình xài hết tiền cho nên là mình anh em nhớ liên hệ mình sớm sớm nha, chứ mình hay xài linh tinh la linh ta linh tinh này kia kiểu anh em. Nạp game cũng có thì mua bậy bạ cũng có anh em à. Rồi bây giờ thì mình sẽ nâng cấp tiếp cho bác sen. Trời ơi giờ không biết kiếm đâu ra lộn điểm năng skill ở đâu ra nữa nè anh em à. Giờ ngồi canh hơi bị lâu quá anh em. Trong tuần nó có một ngày nó reset, nó chỉ có một phút là nó sẽ reset điểm rồi, là nó sẽ cộng một điểm nâng cấp kỹ năng rồi anh em à. Hình như là thứ ba phải không anh em, thứ ba hay là thứ hai hay là thứ năm ta, bữa nay thứ tư là không phải nè anh em à. Hiện tại thứ tư là nó cộng tới 5 phút, 5 phút nó mới cộng một điểm anh em. Còn cái ngày mà nó cộng cho anh em ta là chỉ cần một phút là nó sẽ hồi lại một điểm rồi anh em. Rồi bây giờ mình không nhớ là cái ngày nào anh em à. Ở đây có anh em nào nhớ comment bên dưới giúp mình nha, để mình sẽ biết vô mình canh canh mình đợi mình úp một phát cho tụi nó luôn anh em, để không thôi mình quên mất tiêu cái mình không có để ý anh em. Bây giờ mình làm nhiệm vụ nâng cấp mình nhiều khi mình không có để ý quên. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì tiếp bây giờ ta? Bây giờ nâng cấp tiếp cho anh em. Giờ nâng cấp về tâm sự với lại anh em cho vui. Chứ bây giờ mình không biết làm gì tiếp luôn á. Hay là bây giờ mình sẽ nâng đỡ lại con Bero anh em. À quên nữa, chứ có nâng cấp thuyền này kia kiểu thế mà. Hồi nãy kim cương mình quên tiêu đây ha. À quên nữa, cái chiếc thuyền mình nó mới được có level 1 cấp 1 anh em à. Bây giờ cái chiếc thuyền Sunny có thể lên được anh em à. Thuyền Bo nè. Rồi thuyền gì nữa ta? Thuyền Bố Già nè. Mình không biết mình có thuyền Siki chưa ta. Có được chiếc thuyền Siki là ngon luôn em. Thuyền Siki là như mình phải đổi bằng cái vỏ sò thì phải. Nhưng mà bây giờ mình hết vỏ sò. Chiếc thuyền Siki này hình như là 50 vỏ sò thôi là mình có thể đổi được một chiếc thuyền Siki rồi anh em à. 100 vỏ sò được 50, đổi ngược lại được 50 nha anh em. Ủa cái vỏ đây 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 75 anh em à, 75 vỏ sò được hết là đổi được một chiếc thuyền Siki nha. Mình có được chiếc thuyền Siki này nữa là ngon luôn anh em. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong đấu trường, mình sẽ quất thử ấy. Wow, Kaido, Sanji. Wow, bị căng đó nha anh em. Mình lấy được con Yamato cái là mấy bạn là mình sẽ hạ gục liền anh em à. Quất nè, bạch 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 liền anh em ơi.
không cần phải suy nghĩ nhiều. Bạn này cấp hạng 29 nha anh em. Hạng 29 cái dạng tướng đó nha. Bây giờ mình sẽ bỏ bớt một mớ các cái con tướng này ra. Rồi ok. Thiền rồi thì mình sẽ lấy thiền bo với lại thiền bố già luôn, thiền Sunny luôn anh em à. Thôi mình lấy thiền Jinbe cho nó boost mớ tóc. Tém mình chắc quýnh không lại đâu quá anh em. Bên kia thầy dép Katakuri nữa. Wow, tạo được cái lớp khiên phía trước này. Mong là Sanji nó đá êm anh em ơi. Rồi, Sanji đá chết thầy dép bên kia nha anh em. Ủa, à thầy dép bên kia có hồi sinh anh em à. Có hồi sinh, rồi. Hồi sinh xong lại bị đá chết tiếp. Bên kia có con sen hơi bị trâu bò anh em à. Cũng phát, hên quá, chưa chết. Bên kia hiện tại bây giờ chỉ còn có 3 con tướng mà bên mình cũng còn 3 luôn anh em à. Rồi, chết bác sen bên kia rồi. Bên mình hiện tại giờ còn Sengoku, Katakuri bên kia chết luôn nha anh em. Ủa Sanji đá ghê không anh em. Sanji làm ăn được phết anh em à. Wow. Ủa bên mình còn Lawano nữa kìa anh em. Lawano bên kia nó không biết nó chết chưa. À còn hồi sinh nha anh em. Này Sanji đá đi làm phát nữa là đi bắn muối luôn anh em à. Hay quá. Trời ơi. Nói chung là nuôi ảnh không có sai lầm anh em. Ảnh với lại Sengoku cặp bài khá là trùng anh em à. Tiêu hôm 50 kim cương đi. Bính thêm bạn nữa. Bạn này có Darren. Bạn này có mấy con cam luôn anh em à. Trong khi đó mình chỉ mới có được một con cam thôi. Mình để cái ít 2 tốc độ đi cho nó nhanh hơn xíu. Sanji đá được Luffy bên kia rồi nha anh em. Hơi nhanh quá anh em à. Sanji bây giờ đá tiếp một con là chết một con anh em. Đá một phát là chết một con anh em à. Chết lo bên kia nha. Lo thường nữa anh em à. Lo thường nữa thì tuổi gì anh em. Wow. Bác sen bên kia đẩy phát thì phải. Lùi về tới nhà luôn anh em à. Hiện tại giờ bên mình còn lo Wano với lại con Sanji. Ôi chết rồi. Wow. Chết Darren bên kia nha anh em. Sanji bên mình hiện tại giờ là chưa chết. Rồi. Chết Katakuri bên kia đừng gọi anh em à. Bây giờ là 1-1 giữa Sengoku với lại Sanji bên mình. Liệu ai sẽ là người chiến thắng. Wow. Bác xem bên kia hơi cứng nha. Ui ui. Đá ra cục gì. Ý. Hay quá. Hên quá. Né kịp anh em à. Ây da. Bác xem bên kia nó có hồi máu đó anh em à. Bên mình cũng có hồi máu nhưng mà không đáng kể lắm anh em. Wow. Trời ơi. Kinh chưa anh em. Đá đầu phết rồi nè. 1-1 là nói chung là King còn thua nữa. Nói chi là bác xem Goku anh em. 1-1 là tuổi gì với lại Sanji. Sanji mà đá 1-1 là cân hết anh em à. Nuôi Sanji đúng là không sai lầm anh em ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục nâng bậc cho mấy con tướng khác lên thôi anh em. Ý là con Sanji của mình nó chưa có nâng skill gì trơn á nha anh em. Đây. Mới có 1 skill thôi anh em mà nó đá cỡ đó anh em à. Nó full skill nó đá cỡ nào anh em. Chắc nó đá sạch bách bên kia luôn quá anh em. Ui. Mình được cái gương gì nè. Wow. Gương trang bị cam. Wow. Ui ui ui. Gương bác sen. Trời ơi. Hồi nãy mình nhận được cái mốc 50k rồi. Đủ anh vô mình nhận hàng anh em à. Rồi cái này gương tím anh em. Ngon rồi. Ta đã sống lại rồi anh em à. Đẹp trai trở lại rồi anh em. Trời ơi. Cho bác sen lên luôn nha. Bác sen lên 4 sao rồi anh em à. Ngày mơ tiêu thêm 50k nữa là mình sẽ cho bác sen lên full nông mặt trời luôn anh em. Sau đó mình sẽ lên tiếp cho con Sanji của mình lên full nông mặt trời luôn. Đấy. Hai con này sẽ cân tất anh em à. Và anh em muốn mình cái đội hình người xem cái đội hình của mình sẽ như thế nào á thì đừng quên bật chuông vào thông báo để người mời mình up video lên thì anh em sẽ biết nha. Và đừng quên comment bên dưới các video của mình để mình tiến hành tặng cạc với lại tặng Sunny có con có đủ 120 video cho anh em nha. Vậy bây giờ mình sẽ kết thúc video đây thôi. Nó lắc luôn rồi anh em à. Mình sẽ cập nhật cái đội hình nó lại sau đó mời mình sẽ video mình sẽ up lên cho anh em xem. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.